Hi, xin chào cả nhà. Hôm nay Thành sẽ dắt cho cả nhà đi xem lễ bàn giao xe Maybach S560 tại Vườn Lan Hai Beo, Hóc Môn. Đây cũng là mẫu xe duy nhất được Mercedes nhập về với màu xanh cực kỳ hiếm được áp dụng trên xe Maybach lần đầu tiên tại Việt Nam. Nào, mời các bạn cùng xem video clip.
Xe thì các bạn đã giao xong rồi, thì nay mình sẽ quay thêm cho cả nhà xem tham quan về vườn lan hai bao nha cả nhà, để cho cả nhà chiêm ngưỡng được những cái nhánh lan cực kỳ đẹp và cực kỳ độc tại Việt Nam. Nào các bạn xem sơ về cái vườn lan bên trong nhé.